Đầu lại là phần 2622. Dựa lên các thất quái, bối bối, tiểu nhã, tuyệt thế đường môn. Lúc này hắn cũng là chẳng quá, quan chẳng quan tâm đến hồn lực của mình là tiêu hao, chỉ thấy từng tầng sóng nước tà ác lạnh băng trào lên từ tứ linh hải, tựa như là sóng to gió lớn đánh về phía củ bối bối. Bối bối hừ lạnh một tiếng, hồn hoàn thứ ba trên người lóe sáng, lô đỉnh chỉ lộ, xa điện vàng kim khổng lồ từ quang ngược của bối bối bắn ra. Cũng vào lúc đó, chân trái quán đậm rậm xuống, thân thể đã là như là mũi tên xông vào phạm vi của tử linh hải rồi. Mặc dù tử linh hải chỉ là có đường kính là 10 thước, vương tử lỗi cũng là thố lui đến bên đài thi đấu, nhưng khi tiến vào đó, bối bối lập tức là cảm giác toàn thân rét run, tiếng cầm rú thề lương khiến cho linh hồn hắn bất ổn, phảng phất như là muốn thoát ra bên ngoài. Xương xá tà ác điên cuồng xâm nhập vào thân thể của hắn, muốn đem thân thể và linh hồn của hắn đồng lái. Tốc độ của bối bối quả thật là bị chậm lại, lôi điện trên người cũng là nhanh chóng đối chọi với tà ác xương xá, nhưng hắn vẫn là lâm vào trạng thái di chuyển khó khăn. Khắc khắc khắc, vương tiểu lỗi cười, tiếng cười của hắn tựa như là tiếng quạ khóc đêm, khiến cho người ta sần cả gai ốc. Đồ đần, sai lầm lớn nhất của người chính là tiến vào trong tử linh hải của ta, hưởng thụ đi, tử linh hải tử vong điều linh. Vừa nói, hai tay quán đột nhiên là giơ lên trên cao, một đám khí màu tím đen thoáng ra thoát ra khỏi thân thể quán rồi là nhanh chóng lan ra mọi ngóc ngách của tử linh hải. Hơi thở chết chóc khủng bố điên cuồng bao trùm lấy bối bối. Trước đây vương tử lối đã là dùng một chiêu này đồng thời là đánh chết hai cường giả cấp bậc là hồn thánh, khiến cho họ trở thành chủ hồn của cho tử vong tiên. Hắn chờ mong bối bối chết dưới tay của hắn sau khi linh hồn tràn đầy quang minh và phá tà lực của bối bối bị tử vong tiên quán chiếm lấy. Tử vong tiên sẽ là biến hóa thành hình dáng gì đây? Có lẽ sau này sẽ là không còn sợ thuộc tính quang minh nữa. Hôm nay mây đen giăng đầy trời, đối với ta hồn sư như là bọn hắn thì đây quả thực là một lợi thế, nhất là đối với vương tiểu lỗi. Nếu cả ngày có ánh sáng mặt trời rực rỡ thì thực lực quán sẽ là giảm đi rất nhiều, thậm chí không thể đại biểu cho chiến đội xuất chiến mà chỉ là có thể làm đội viên dự bị. Mà lúc này đấy, hắn tin tưởng rằng bản thân mình cũng là vô cùng cường đại. Trong đầu hắn dường như là đã mường tượng ra hình ảnh của bối bối hóa thành một bộ phận của tử vong tiên. Thân là một tà hồn sư có lực lượng mạnh mẽ, vương tiểu lỗi có năng lực phán đoán rất là mạnh. Hắn có thể dễ dàng đoán ra được long hoàng phá tan liệt của bối bối không thể sử dụng liên tục, dùng tinh thần dung nhập hoàn toàn vào hồn kỹ há có thể đơn giản. Hắn ta đã là dùng trong cuộc chiến trước, nếu giờ muốn dùng tiếp thì là tối thiểu phải là nghỉ ngơi trong chốc lát mới được. Đã không có uy lăng của long hoàng phá tà liệt, hồn kỹ thứ 6 thì triển ra trong hồn kỹ lĩnh vực của tử linh hải thánh thì thiệt thành tử vong điều linh của hắn ta lấy gì mà ngăn cản đây. Từ trong mắt của bối bối, vương tiểu lối thậm chí là còn thấy được sự sợ hãi, linh hồn chỉ là chi hỏa của hắn cũng là đã dao động. Nhưng mà ngay sau đó, vương tiểu lối lại thấy bối bối nở một nụ cười, một nụ cười lạnh lùng mà khinh thường. Tuy rằng bối bối có vẻ bề ngoài ôn hòa, nhưng khi đối mặt với kẻ địch, hắn vĩnh viễn là mang theo sự kiêu ngạo. Sự cố gắng kia của hắn khiến cho khí thế của hắn tăng lên đến đỉnh điểm, đây mới là bản chất của quân lâm thiên hạ. Nếu sự sợ hãi xuất hiện ra trong lòng hắn thì là hắn dựa vào cái gì để khống chế quân lâm thiên hạ đây? Thân thể bối bối thoáng trầm xuống, giống như là cả người co rút lại một chỗ. Cùng lúc đó, đám sương màu đen bay lên, ánh sáng vàng kim chói mắt mãnh liệt tràn ra khỏi người của hắn. Gà một tiếng, tiếng long ngầm tỏ rõ vàng lên, quang minh thánh long đột nhiên là tiến vào trong thân thể của bối bối. Chỉ thấy toàn thân bối bối được bao trùm trên một tầng kim giáp vàng óng, cả người hắn cũng là theo đó mà bắn ra như chớp. Trước kia dù là có hư ảnh quang minh thánh long, nhưng hắn vẫn là ở hình dáng con người. Nhưng lúc này quả thực hắn đã trở thành quang minh thánh long chân chính. Trong quá trình xông về phía trước, quang minh thánh long bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, sau đó hóa thành một đầu rồng khổng lồ. Chỉ có đầu rồng chứng tỏ bối bối còn chưa tiến vào trong cảnh giới võ hoàn chân thân, nhưng chỉ là vì sự xuất hiện ra của đầu rồng này khiến cho vị quốc sư thần bí kia đang ngồi ở trên đài hội nghị kia cũng là đứng bật lên. Đầu rồng vàng kim cao quý lãnh ngạo mang theo khí thế của quân lâm thiên hạ, quang minh thánh long mạnh mẽ bộc phát long hoàng chấn vực. Giới quốc sư thần bí này nhả ra từng chữ khi mà bối bối thi triển ra hồn kỹ này. Trên màn tất cả đài thi đấu xuất hiện ra một vầng sáng vàng kim có đường kính là đạt tới là 30 mét. Vầng sáng này hoàn mỹ bao trùm lấy cả tử linh hải. Trung tâm vầng sáng chính là đầu rồng khổng lồ kia, mà trong vầng sáng từng đầu hoàng kim thánh long như là ẩn như hiện. Trong quá trình đó, tử linh hải như là muốn ngừng trễ, tử vong điều linh đang tràn ra cũng là chậm lại. So với hồn kỹ tà ác của vương tiểu lối thì hồn kỹ bối bối thi triển ra càng nguyễn lệ cho mắt. Hơn 10 đầu hoàng kim thánh long xuất hiện ra trên vòng ánh sáng này. Lúc này, vương tử lỗi hoảng sợ phát hiện ra bản thân hắn không thể nào làm được bất cứ điều gì cả. Một cảm giác sợ hãi khó nói thành lời xuất hiện ra trong đầu của hắn.
thậm chí là tử vong điều linh và tử linh hải đã là thoát khỏi khống chế của hắn rồi. Hắn chỉ cảm thấy rằng linh hồn của mình dường như là đang thăng hoa, không gian xung quanh biến thành một màu vàng mờ mịt. Từng đầu của Hoàng Kim Thánh Long xuất hiện ra, song cũng là không có hành động gì khác, giống như là những bức tượng điều khắc đứng giữa không trung vậy. Gào một tiếng, đầu sông khổng lồ tại trung tâm ngầm lên, giống như là nhận được mệnh lệnh, tất cả Quang Minh Thánh Long đồng thời là phát ra đòn tấn công chí mạng. Chúng hóa thành từng tia chớp vàng kiếm tung hoành ngang dọc. Trong chốc lát, từ linh hải cùng với tử vong điều linh bị thiên địa chính khí do Quang Minh Lôi Đình ngưng tụ từ đầu sông xé cho lát bấy. Hơn nữa, tất cả đều là tập trung về Vương Tiểu Lỗi. Oanh oanh oanh, tiếng lổ vang vọng đài thi đấu, chỉ là 3 lần tử vong thuộc trên người của Vương Tiểu Lỗi đã là vỡ nát. Lúc này, Bất Phá Đấu La Chính Chiến mới là kịp phản ứng, muốn đi lên cứu viện, nhưng mà đúng lúc này, vầng sáng vàng kim trên mặt đất chợt phát ra cường quang. Một cột sáng kim sắc có đường kính là 30m phóng thẳng lên trên không trung. Cho dù là Trịnh Chiến thì là trong giây khắc này cũng là không thể nhảy vào trong đó. Khi ông đụng vào cột sáng này, toàn thân cũng là bị lồ điện vàng kim vây quanh, phải sử dụng hồn kỹ phòng ngự để là ngăn cản nhưng vẫn là di chuyển khó khăn. Cột sáng vàng kim này duy trì trong không đến 20 giây thì bắt đầu là yếu dần rồi là chậm rãi tiêu tán. Ở trên bầu trời, hư ảnh Quang Minh Thánh Long như là ẩn như hiện, hơn 10 đầu Hoàng Kim Thánh Long dường như là đã phi thẳng đi mất. Long Hoàng Trấn Vực Giới, hồn kỹ cường đại do Long Thần Mục Ân sáng tạo ra, lực lượng phá tà truyền khắc chế tà hồn sư. Long Hoàng Trấn Vực Giới cùng với Long Hoàng Phá Tà Liệt là hai tuyệt kỹ năm đó giúp cho Mục Lão thành danh, không biết rằng đã là đánh chết không biết là bao nhiêu tà hồn sư, khiến cho tà hồn sư nghe thấy mà sợ. Mà giờ khắc này đây, Bối Bối cũng là dùng chính thủ đoạn như vậy, kế thừa y bát tổ tiên. Thân thể Vương Tiểu Lỗi biến mất, hắn biến mất so với Cát Lợi còn yên tĩnh hơn, thậm chí là không một ai thấy hắn là biến mất như thế nào. Cột sáng vàng kim biến mất thì là người hắn cũng là không còn, ngay cả một chút cặn bã cũng là không thể đóng lại. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, Bối Bối dùng biểu hiện cường thế của mình trước sau đánh chết hai tên tà hồn sư cấp bậc là hồn đế. Ở thời điểm này sẽ là không còn ai Hồ Thiên Vương Thủ Nhi là hồn sư có võ hồn lòng mạnh nhất trong giải đấu này nữa rồi. Ít nhất thì trước khi nàng có thể chiến thắng Bối Bối thì sẽ không ai còn dám nói như vậy nữa. Ngọc Thiên Long cũng là hoàn toàn người giải, cũng là lòng hồn sư, cũng có được võ hồn làm điện bá vương long, hắn mới là hiểu rõ được thực lực của Bối Bối bày ra mạnh mẽ đến trường nào. Lực lượng kia thậm chí là đã vượt qua uy năng hồn kỹ cường đại của hồn thánh. Hắn biết rõ rằng mình không phải là đối thủ của Bối Bối, thật sự không phải. Về phần Vương Thu Nhi, điều này cũng là rất khó nói. Rốt cuộc thì đường môn đến từ đâu, sao có thể là mạnh đến mức kinh ngờ như vậy. Bối Bối dần hiện ra giữa trung tâm vầng sáng đang nhàn dần. Sắc mặt hắn có chút là tái nhợt, nhưng lưng vẫn là đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, bất kể là hơi thở hỗn loạn hay là sắc mặt không tốt đều là không ảnh hưởng đến ý chí điên kiên định trong mắt của hắn. Thắng, đúng vậy, hắn lại thắng, liên tục hai trận, giết hai người, khiến tất cả người xem vì hắn mà là xôi trào, hoan hô ủng hộ. Phá tà, đây chính là năng lực của Quang Minh phá tà của hắn. Mặc dù bất cứ hồn đế nào cũng là có thể sử dụng hồn kỹ thứ 5 và số 6 đồng thời, nhưng mà với hắn, khi mà sử dụng lực tiêu hao lớn như thế, trước say chưa từng có. Bối Bối im lặng đứng tại lời đó, thật vất vả hồ lên mới là hồi phục lại một chút, tay phải quán chậm rãi lưng lên chỉ về phía khu chờ chiến của Thánh Linh Tông. Vị trí ngón tay chỉ thẳng đến vị trí của Đường Nhã đang ngồi đầu tiên trong khu chờ chiến. Đường Nhã có vẻ như là bị chọc giận, nàng đột nhiên là đứng lên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bối Bối. Mặc dù có áo choàng đen rộng thùng thình che đậy, nhưng vẫn là cảm nhận được ánh mắt sắc bén vẫn là xuyên qua vòng bảo hộ đang dần dần hạ xuống trên đài thi đấu, chiếu thẳng vào người của Bối Bối. Trận đấu vòng loại cá nhân thứ hai, Đường Môn chiến thắng. Khi nói ra mấy chữ này, ngay cả bản thân của Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến cũng là cảm thấy khó tin. Hai trận đấu, ai có thể nghĩ rằng Đường Môn vượt lên dẫn trước đấy. Bối Bối thở sâu chậm rãi thả xuống, xoay người mang sắc mặt hờ hững đi đến trung tâm của đài thi đấu, chậm rãi đi đến trước mặt của Bất Phá Đấu La, lại lấy ra bình sữa của mình ngồi im lặng đứng tại chỗ khôi phục lại hồn lực. Đường Nhã xoay người đi về cùng nghỉ ngơi. Khiếp sợ trong mắt của hạt hổ Đấu La Trương Bằng dần dần biến mất. Ngay trước lúc Bối Bối bộc phát phóng ra Long Hoàng Trấn Vực Giới, ông dường như là nhìn thấy Long Thần Đấu La Mục Ân cường hoàng áp chế mình, sợ hãi chính là vì vậy mà đến. Y bát của Long Thần Đấu La vẫn là còn truyền xuống giới, may mắn rằng thứ bát con này còn chưa thật sự là trưởng thành. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trương Bằng càng phát ra sự lạnh lẽo. Ông ta gật đầu với Đường Nhã. Đường Nhã lúc này gật đầu, mỗi chân điểm xuống đất phóng thẳng lên trên đài thi đấu, thân thể mềm mại tự nhiên bước lên trên đài thi đấu, đồng thời vung áo choàng đen trên người của nàng ra. Khán giả đang hoàn hồ chợt yên tĩnh, nhưng ngay một khắc sau ánh mắt họ cũng là tràn đầy kinh ngạc,
Đường Nhã lên trên đài, bọn họ không nghĩ rằng tên yêu quỷ xấu xí nào của Thánh Linh Tông xuất hiện nữa. Nhưng trước mặt bọn họ lại là một thiếu nữ tuyệt sắc có làn da trắng nõn, ánh mắt tản ra ánh sáng màu lam rực rỡ. So với mấy năm trước, Đường Nhã đã là trầm ổn hơn rất là nhiều, dáng người cao hơn một chút, đồng thời cũng là càng thêm đầy đặn, đã có dáng vẻ của một đại cô nương rồi. Dung nhan tuyệt sắc mang theo sự lạnh lùng, chậm rãi đi về phía của Bối Bối. Cao quý lãnh diễm là một loại tà mị khí chất khó có thể hình dung, hào quang phát xa so với Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi cũng là không kém là bao nhiêu. Đồng tử trong mắt của Bối Bối thoáng là co rút, đôi mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là bất chấp như trước, nhìn Tiểu Nhã không có ý tránh né ánh mắt của nàng. Tiểu Nhã cũng là chăm chú nhìn hắn, ánh mắt có vẻ là lạnh lẽo, khí lưu màu lam nhàn nhạt bắt đầu là lưu chuyển xung quanh của nàng. Nhìn bộ dáng kia, tất nhiên là thời khắc nào cũng là có thể bùng phát. Đi thẳng đến vị trí của Bối Bối, chỉ còn là cách 3 thước, Đường Nhã mới là dừng lại bước chân của mình, lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Nhưng trên sàn thi đấu lập tức là liền là tràn ngập khí tức sơ sắc điều điều. Tâm tình của Trịnh Chiến lúc này vẫn là chưa bình phục, hai cái hồn ký thứ 5 và thứ 6 hủy diệt hai tạ gã tà hồ sư. Đối với người thanh niên này có dáng người cao giáo, khí chất nhỏ nhã trước mặt này, ông cũng là có ít không có ít là hảo cảm. Trong lòng ông cũng là có hy vọng rằng người trẻ tuổi này bị hủy ở trong tay của Thánh Linh giáo. Nhưng thân là trọng tài, lại là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, ông có thể nói ra hay sao? Nhìn hai bên, Trịnh Chiến trầm giọng rồi nói, hai bên báo xanh. Ngữ điệu trong giọng nói của ông rõ ràng là chậm hơn lần trước rất là nhiều. Ông thầm nghĩ rằng, tiểu tử, lão phu chỉ là có thể giúp người như vậy thôi. Hy vọng người có thể mượn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này, khôi phục lại một chút đi. Từ hồn lưng dao động trên người của Bối Bối, ông có thể cảm nhận được người tứ liên này không có khả năng chống đỡ được quá ba trận thứ này. Mà trước mắt, khí tức trên người thiếu nữ này của Thánh Linh Tông phòng xuất xa còn mạnh hơn cả gã tà hồn sư lúc trước. Từ chỗ ngồi của nàng ở khu vực trò chiến là có thể nhìn ra, trong đám hội viên của chiến đội tà hồn sư, nàng hẳn là người vô cùng là nổi bật. Đường môn, Bối Bối. Đơn giản bốn chữ từ miệng của Bối Bối nói ra, nhất là hai chữ đường môn kia, giọng hắn rõ ràng là cao hơn. Ánh mắt Đường Nhã tựa hồ như là thoáng chút ngốc trẻ, đáy mắt hiện lên một tia mê man nhàn nhạt, nhưng rất nhanh liền là khôi phục lại bộ sáng lạnh lùng, trầm giọng rồi nói, Thánh Linh Tông, Đường Nhã. Hít sâu một cái, Bối Bối gật đầu với nàng, trong mắt toát ra một tia thống khổ, hắn không đợi Bất Phá Đấu La mở miệng, lập tức xoay người đi tới sàn thi đấu bên này, nhìn tấm lưng kia tràn đầy sự quyết đoán dứt khoát. Đường Nhã giống như là không cảm nhận được điều gì cả, cũng xoay người đi tới bên phía phiên đài thi đấu. Bước đi của nàng có vẻ rất là nhẹ nhàng, giống như là phiêu diêu về phía trước, thân thể cũng là không tự cử động mà quá nhiều. Đối với cái đẹp thì là ai cũng là hướng tới. Đường Nhã trên sàn thi đấu này làm khán giả đang tràn đầy sự sợ hãi, cũng là ác cảm đối với Thánh Linh Tông tạm thời là yên tĩnh trở lại. Thậm chí còn có không ít người nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy cũng là tà hồn sư hay sao. Đẹp hay xấu đương nhiên sẽ là không quyết định được năng lực của một gã hồn sư rồi. Đường Nhã chậm rãi đi đến bên đài sân thả thi đấu xoay người. Ở bên kia, Bối Bối dường như là đã chuẩn bị sẵn sàng, bình xưa cũng đã thu hồi lại. Đây đã là trận thứ 3 rồi, ở vòng đấu loại cá nhân, trận thứ 3 hết sức là quan trọng.